Nhóm ngư dân này, họ tiêu 500 peso, mua về hộp cá biển tươi dùng làm mồi. Mỗi con mồi này nặng khoảng 1 cân, cần móc 2 lưỡi câu trên thân cá mới có thể cố định chắc chắn. Vậy bỏ nhiều vốn như vậy, rốt cuộc có thể thu về được gì? Chưa đầy vài phút, chiếc phao nổi trên mặt biển bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tình huống như thế này thường có cá lớn cắn mồi. Thuyền trưởng rất bình tĩnh thả nốt dây phao, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng thu dây câu lên thuyền. Vài ba lần như vậy, ngư dân đã thành công kéo bóng hình màu trắng cỡ lớn ra khỏi biển. Nhưng con cá lớn vùng vẫy quá mạnh, khiến dây câu cứa vào lòng bàn tay của thuyền trưởng. Thấy ép không thành, thuyền trưởng không còn cách nào khác ngoài việc nới lỏng dây câu và quấn quanh cổ tay mình. May mà đồng đội sau lưng kịp thời kéo dây câu, hành động mạnh mẽ như hổ của anh ấy, một lần nữa kéo con cá lớn ra khỏi mặt biển. Thuyền trưởng bên cạnh nhìn thấy vậy, cũng vội vàng nhặt lưỡi câu và câu được con cá lớn dưới nước. Nhìn kỹ hơn, thực chất đây là một con cá thu nặng hơn 7 cân. Để ngăn sự vùng vẫy mãnh liệt từ nó, thuyền trưởng đánh 3 nhát vào đầu cá, cho đến khi nó bất tỉnh, hai người mới hợp sức cùng nhau kéo nó lên thuyền. Mặc dù cá thu bán ra không quá nhiều tiền, nhưng thân hình to lớn như vậy đã khiến họ thu hồi lại vốn bỏ ra mua mồi. Tiếp theo đó, thuyền trưởng một lần nữa từ trong cabin lấy ra một con cá biển nặng 1 cân, móc lên lưỡi câu, không chút do dự ném xuống biển. Sau đó họ lao thẳng về phía trước, kiểm tra chiếc phao khác, tiến lại gần mới phát hiện chiếc phao đang bơi nhanh trên biển. Đồng đội cũng cực kỳ khéo léo, vội chộp lấy sợi dây câu nối với phao phía trước, nhìn lực truyền lại từ dưới nước, họ có thể kết luận nhất định có cá lớn cắn ở đầu dây bên kia. Thuyền trưởng dùng hai tay túm chặt dây câu, một làn sóng lực thành công kéo con cá ra khỏi mặt biển. Nhưng lần này anh ấy không nới lỏng tay, mà tay phải túm chặt dây câu, tay trái vội với lấy cây móc trực tiếp vớt cá lên thuyền. Ngay sau đó đồng đội cũng nhanh chóng đánh mấy phát vào đầu cá, kéo nó lên mới phát hiện đây thực sự là một con cá thu nặng khoảng 10 cân. Để câu được cá lớn hơn, thuyền trưởng lần này móc 3 lưỡi câu trên dây câu, hơn nữa còn đổi sang một con mồi cỡ lớn hơn. Sau khi cố định xong dây, anh trực tiếp ném vào trong biển lớn. Đồng đội từ từ thu dây câu thứ 3 trở về, thấy phao không rung lắc mạnh, thuyền trưởng cho rằng 80% khả năng bộ dây câu này không câu được con nào. Nhưng sau khi anh thăm dò thu về mấy lần, phát hiện lực kéo dưới nước đột nhiên rung lắc mạnh. Sau khi cảm nhận được lực kéo, thuyền trưởng cũng nhanh chóng quay người đeo găng tay. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với loài cá lớn dưới nước. Tiếp theo đó bắt đầu mở ra cuộc chiến quyết liệt, rất nhanh thành công kéo một con cá lớn lên khỏi mặt nước. Khoảnh khắc nhìn thấy con cá, thuyền trưởng mới nhận ra bản thân đánh giá cao đối thủ. Con cá này mặc dù phản ứng dữ dội, nhưng kích thước không lớn lắm. Sau khi ngắm chuẩn thời gian, anh ấy cũng đập mạnh vào đầu cá, tiếp theo đó dùng một tay kéo nó lên thuyền. Đây là một con cá bể quân sự nặng khoảng 2 cân rưỡi. Vì vây của chúng rất sắc nhọn, thuyền trưởng cũng ngay lập tức cắt vây của cá, làm vậy sẽ không tổn thương đến thuyền viên và các loài cá khác. Sau đó anh lại lấy ra từ trong khoang một con cá lớn nặng khoảng 1 cân rưỡi, treo vào 3 móc câu. Miếng mồi khổng lồ như vậy, rốt cuộc có thể câu về được loại cá nào? Sau khoảng 10 phút, họ nóng lòng tiến về phía trước, kiểm tra bộ dây câu. Quả nhiên mồi vừa thả xuống, thực sự câu được một con cá khổng lồ. Nhưng điều khiến họ không thể ngờ rằng, hóa ra là một con cá kỳ lạ không biết tên. Ngay cả thuyền trưởng với hơn 30 năm kinh nghiệm đánh bắt, ngay lúc đó cũng không biết là loài cá gì. Cơ thể nó khá giống cá đuối, nhưng phần đầu của cá hồng vàng trông rất giống cá mập. Vì vậy ngư dân quyết định kéo con cá lên thuyền, nói không chừng là một mặt hàng có giá trị. Đây là cảnh tượng có thật xảy ra ở sông Amazon. Mồi cá chê sọc hổ vừa móc lên lưỡi câu đã bị tấn công bởi sinh vật vô danh. Lúc ngư dân kéo nó lên thuyền, nửa thân dưới đã bị ăn sạch, chỉ còn lại bộ xương. Con cá ban đầu có giá vài trăm đô, giờ biến thành thứ vô giá trị. Ngư dân trong cơn giận trực tiếp mở hai hộp mồi đã chuẩn bị từ trước. Anh ấy mạnh miệng nói nhất định sẽ dùng số mồi này để bắt được thủy quái khổng lồ dưới biển. Ngay sau đó anh buộc một sợi dây cố định vào cành cây ven bờ, sau đó cứ cách một khoảng thời gian sẽ buộc móc câu trên sợi dây thừng, rồi treo mồi sống trên đó để tránh sợi dây bị dòng nước cuốn trôi. Ở cuối mỗi sợi dây, ngư dân sẽ buộc một viên gạch lớn, đặt xong dây câu nhiều lưỡi. Tiếp theo cần bố trí móc câu đơn, ngư dân sẽ chọn một nơi có cành lá xum xuê bên bờ sông, sau đó đặt một sợi dây có móc mồi cá sống buộc chắc chắn vào cành cây. Đến khi dùng hết hai thùng mồi, trời lúc này đã chạng vạng tối. Nhân lúc hoàng hôn vẫn chưa vụt tắt, ngư dân bắt đầu kiểm tra lưỡi câu của mình dọc dòng sông. Nhưng khi anh kéo sợi dây đầu tiên lên, phát hiện mồi treo trên lưỡi không hề bị gặm nhấm, chỉ là trông không còn tươi. Vì vậy ngư dân vô cùng thất vọng thả nó trở lại nước. Tiếp đó anh hướng tới điểm đặt chiếc bẫy câu tiếp theo. Lúc này trời đã tối hẳn, đêm cũng là lúc cá hoạt động mạnh nhất. Quả nhiên vừa tới nơi, họ phát hiện ra cành cây được buộc bằng dây câu lúc này đã bị kéo đứt. Xem ra đầu kia của dây câu chắc chắn đã bị gã khổng lồ xâm chiếm. Khi ngư dân kéo dây câu lên khỏi mặt nước với tâm trạng vô cùng háo hức, phát hiện trên móc câu có một con cá nặng khoảng 5 cân. Con cá này đã ngừng thở, trên cơ thể còn xuất hiện một vết thương lớn. Ngư dân thở dài cầm lưỡi câu, nếu đến muộn hơn chút nữa, sợ là thu về chỉ còn lại bộ xương. Sau khi thả cá vào cabin, họ tiếp tục vớt dây câu dọc dòng sông. Rất nhanh, ngư dân đã kéo thành công dây câu thứ 3. So với dây câu móc đơn, dây câu nhiều lưỡi khó kéo hơn nhiều, bởi vì trên dây câu rất có thể bắt được nhiều cá lớn cùng lúc. Cộng thêm viên gạch, lúc này ngư dân đang dồn hết sức lực kéo dần dây câu lên khỏi mặt nước. Trên lưỡi câu cũng xuất hiện một con cá chê mỏ vịt vằn vẫn sống. Con cá này nặng khoảng 3 cân, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn,
Thuyền viên ra khơi đang rất vui mừng, vì thịt cá trê này rất ngon, bữa tối nay của họ đã biết ăn gì rồi. Ngay sau đó, ngư dân nóng lòng muốn thu về sợi dây câu thứ tư. Kết quả bắt được một con cá trê sọc hổ, mặc dù con cá này không còn sống, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến doanh số ngày thường. Tiếp tục thu hoạch dọc bờ sông, rất nhanh, họ đã bắt thành công con cá thứ ba trong ngày. Tiếc là vì đây là một con cá chiến binh bọc thép nhỏ. Loại cá này không những ít thịt, trên cơ thể còn có nhiều gai, vì vậy, ngư dân dứt khoát thả nó trở lại sông. Cứ như vậy, họ mất cả đêm thu hoạch trên dòng sông, nhưng cũng không bắt được thủy quái khổng lồ. Ngư dân rất thất vọng, chèo thuyền tới trước một bụi cây, kết quả vừa kéo dây câu lên, một con cá chép khổng lồ đã nổi lên khỏi mặt nước. Con cá này vừa béo vừa to, nặng khoảng 5 cân, bán ra thị trường chắc chắn được giá hời. Giữ con cá trên thuyền, ngư dân cuối cùng cũng nở nụ cười thỏa mãn, cứ nghĩ sự xuất hiện của cá sẽ mang lại may mắn cho họ. Kết quả anh lại kéo lên một con cá samurai bọc thép còn sống. Loài cá này được tìm thấy ở sông Amazon, thậm chí còn sinh trưởng tốt, nhìn vẻ bề ngoài của nó, với lớp bọc thép sắc nhọn, trông vô cùng dữ tợn. Rất nhanh ngư dân đã thành công thu về dây móc câu cuối cùng của hôm nay trên lưỡi câu ngoài hai con cá trê ra, thì không thu hoạch thêm được thứ gì giá trị. Không chút nghi ngờ, chuyến đi câu ngày hôm nay xem như là mất mát, không chỉ tốn hai thùng mồi tươi, còn vất vả cả đêm, cuối cùng chỉ thu hoạch được ba con cá nhỏ nặng chưa tới 5 cân.